hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2019, lúc bây giờ là 3 giờ 43 phút. Thì xuống còn đang ngồi có đống bát nè ạ. Một bên là đống bát nâu, một bên là đống bát dài. Còn một bên là họ trồng dưa. Thấy không các bạn? Có chút đất nào là họ lồm, họ không để không nữa. Bên kia là họ trồng chuối. Trời, con thấy cái bắp chuối, cái bùn chuối, chuối đồng nai đó không có bọn to đúng không? Có bọn thấy cái bùn chuối nào? Bữa nay giờ 4 giờ rồi mà nó mót mình, nó hầm quá đi.